Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin to chuyện bác sĩ khoa bị trùy, liệu có phanh phui được ổ lừa đảo hay không? Có thể nói chuyện hư cấu bác sĩ khoa rút ống thở của mẹ mình để cứu sản phụ song thai hiện nay đã có dấu hiệu cho thấy khả năng đây là một ổ lừa đảo, dựng kịch bản rất hoàn hảo nhưng đã sớm bị bại lộ. Hiện nay trên mạng ảo, người ta nghĩ rất nhiều trò để có thể lừa đảo lẫn nhau. Họ biết đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của cư dân mạng mà thực hiện kế hoạch của mình. Nhóm của bác sĩ khoa dựng chuyện rất công phu và bài bản, có cả các close phụ họa tạo nên một hiện tượng phát tán trên mạng xã hội rất nhanh chóng. Đây là hình ảnh nick ảo bác sĩ Trần Khoa. Hình ảnh của bác sĩ khoa thực ra là một bác sĩ thôn vai làm việc tại đại học Nus bên Singapore. May mà cộng đồng mạng phanh phui ra được, nếu không thì trò lừa đảo này lại tiến rất xa. Lúc đó nhiều người gửi tiền vào những tài khoản quyên góp thì xem như tiền cũng mất tòi. Ở đất nước Việt Nam, người nổi tiếng hành nghề lừa đảo tràn lan. Họ lợi dụng lòng tin cũng như thiên tai để quyên góp tiền bỏ túi không phải là ít. Đấy là những người rất nổi tiếng, đứng trước cám dỗ của đồng tiền họ còn mở mắt, thì đối với những người vô danh họ còn tham lam đến cỡ nào. Tại Việt Nam, cứ hễ có cơ hội là người ta lừa đảo lẫn nhau, tạo nên một xã hội bất an, nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy. Nhóm của bác sĩ khoa với người có tên là Phong Lam được cho là những kẻ chủ mưu dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt của cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra. Câu chuyện về nhóm của Lam nuôi một cụ bà bán vé số không nơi nương tựa sau khi chồng và con mắc bệnh ung thư qua đời. Bà cụ sau đó cũng bị đột tử. Một Facebook trong nhóm đăng đàn kêu gọi ủng hộ, quyên góp tiền làm đáng tang cho cụ. Dưới lời kêu gọi kèm theo số tài khoản của một người tên là Nguyễn Thị Minh Thi. Rất nhiều người đã chuyển tiền ủng hộ sau lời kêu gọi đẫm nước mắt này. Có thể nói nhóm này đã rất có nghề khi viết được một kịch bản như thế. Có khả năng nhóm này là những nhà báo hoặc nhà văn bàn bạc để đưa ra một sản phẩm trông rất hoàn hảo đến như vậy. Và những kịch bản cho trò lừa đảo này cũng rất công phu. Đâu chỉ câu chuyện bác sĩ rút ống thở của mẹ cho người phụ nữ song thai, mà trong một loạt series kịch bản này có cả câu chuyện chính bản thân Lâm bị ung thư máu từ nhỏ. Câu chuyện về người anh trai bị bệnh mất từ lúc mới sinh ra, ước mơ làm bác sĩ và được ba hiến tủy để cứu sống mình, và sau đó Lâm sang Singapore theo đuổi giấc mơ bác sĩ như thế nào. Đều được Lâm tổng hợp cả mấy trang như một tấm gương vượt lên số phận gửi cho tất cả những người mà cô ta quen được. Trong bản tóm tắt cuộc đời dài cả chục trang giấy mà Lâm gửi cho tôi, Lâm đã kể bố cô đã quyết tâm bán nhà đưa con gái sinh Singapore chữa bệnh mà làm đủ mọi nghề từ phụ hồ đến bán gà rán, hiến tủy cứu con gái nên bị liệt chân. Tất cả nhằm mục đích kêu gọi từ thiện dưới cái danh nghĩa quỹ ung thư 82. Chị Tề, một doanh nhân đã đưa ra lá thư dài chục trang giấy mà Lâm đã gửi cho chị và cho biết chị đã ủng hộ vào quỹ này 5 triệu đồng và kêu gọi bạn bè ủng hộ thêm nữa. Đây là hình ảnh những tin nhắn của Phong Lâm và Nguyễn Thị Minh Thi với chị Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh để chuyển tiền hỗ trợ vào quỹ 82. Chiều ngày 9 tháng 8, trao đổi với Tiền Phong, chị Nguyễn Kha ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết chị là nạn nhân của nhóm bác sĩ khoa. Theo chị nói rằng, vào đầu tháng 7 năm 2020, chị đọc trên Facebook của một người bạn học cùng khóa thì phát hiện ra Phong Lâm vào comment trên trang Facebook của bạn mình như sau. Và tôi vào Facebook của Phong Lâm xem thì thấy người này toàn viết những câu chuyện về cuộc đời mình. Bố của mình bị ung thư, sau đó tôi có trao đổi với người này về một số bệnh tật. Chị kể lại, cuối tháng 7 năm 2020, Phong Lâm nhắn cho chị chuẩn bị tổ chức trung thu cho các cháu mắc bệnh ung thư máu và chị cùng nhóm thiện nguyện 82 sẽ làm bánh để bán để quyên tiền cho các em bị bệnh. Và đây chính là những trò lấy nước mắt trước và lấy tiền sau. Rất nhiều người đánh giá rằng nếu không vì lừa đảo thì không bao giờ họ vẽ ra những kịch bản bi thương để lấy nước mắt của người khác. Một khi bị thuyết phục bằng nước mắt thì nạn nhân có thể móc hầu bao ra ủng hộ. Chuyện toàn xã hội ủng hộ thì làm giàu sẽ rất nhanh chóng. Người đầu tiên ủng hộ đó là chị E ủng hộ 5 triệu đồng và kêu gọi các bạn bè ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 1 triệu người 2 đến 3 triệu đồng. Số tiền ủng hộ của nhóm
đều thông qua tài khoản có tên là Nguyễn Thị Minh Thi ở Bến Tre. Đến tháng 8 năm 2020, Thi còn gọi cho tôi trình bày rằng nhóm đang tổ chức hoạt động nhưng thiếu 300 phần quà. Tôi ủng hộ qua tài khoản của Thi 2 triệu đồng và nhiều người quen của tôi cũng ủng hộ. Chị E đã kể lại như thế. Một bức thư dài 6 trang đã được Lâm gửi đến cho những người quen biết kể về hành trình của điều trị ung thư và những người đang mắc căn bệnh này để sau đó kêu gọi hảo tâm. Đây là hình ảnh một cốt làm nghề nguồn phát tán. Theo chị Nguyễn, đầu năm 2021, nhóm này còn kêu gọi nhiều người quyên góp ủng hộ vào các chương trình quỹ ung thư của quỹ 82. Nhưng sau khi tìm hiểu thấy có nhiều bất thường nên chị E không tham gia nữa. Theo thông tin cùng số điện thoại của Phong Lâm và Nguyễn Thị Minh Thi mà chị E cung cấp, nhưng khi người ta liên lạc tất cả đã khóa máy, Facebook và Zalo cũng đều không còn tồn tại. Và câu chuyện về bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ để nhường sự sống cho sản phụ nguy kịch sắp sinh lan trên Facebook cũng là một trong vô số những chiêu lừa đảo đó. Hình ảnh đại diện của Facebook của bác sĩ Khoa là một tiến sĩ chuyên về nha khoa của Singapore có tên là Toy White, làm việc tại Đại học Nook tại Singapore. Các thành viên mà bác sĩ Khoa sau đó đăng bài rồi đưa vào các Facebook như Phong Lâm, Thi Nguyễn vào đều đã biến mất hết. Theo tìm hiểu của các phóng viên, tất cả những Facebook trong nhóm đều có chung một đặc điểm là phần lớn lấy hình của các giáo sư đầu ngành về y khoa của Singapore, Đài Loan hay Úc ghép vào. Phong Lâm hay Trần Khoa không biết có người đời thật hay không, hay chỉ là những mảnh đời được hư cấu nhằm mục đích lợi dụng lòng dân trong một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp. Duy chỉ có tên Facebook Thi Nguyễn là có thật, vì cái tên này có số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Minh Thì, được công khai để gom tiền của các mạnh thường quân. Người trên mạng xã hội giàu lòng chắc ẩn cũng gửi vào đây rất nhiều tiền. Cũng may là vụ việc bị phanh phui sớm chứ không muộn chừng 2 ngày nữa, thì rất nhiều người bị lừa và họ có thể thu được rất nhiều tiền qua phi vụ lừa đảo công phu này. Và công an đã truy gốc thực ra, là đã lừa đảo thì nhóm thực hiện ấy là những điều bất minh rồi. Dù không bị động, người vẫn khó mà truy ra nguồn gốc của những tên lừa đảo đó. Rất có thể những cô này nằm trong đường dây ấy. Tuy nhiên, họ đã xin lỗi và biện minh rằng họ cũng là nạn nhân. Những Facebook ngàn link mà bị lỗi sơ đẳng như vậy thì khó ai có thể tuyên được. Tuy nhiên, nếu không moi ra tận gốc cái ổ này thì công an không buộc tội được ai. Vào ngày 8 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để vào cuộc xác minh thông tin một bác sĩ nhường máy thở của mẹ đẻ đang mắc bệnh COVID-19 để cứu sản phụ mang thai, lan truyền gây sự chú ý rất lớn trên cộng đồng mạng xã hội. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 8, Nguyễn Chi Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, giám đốc điều hành bệnh viện hồi sức COVID-19 cho hay thông tin nêu trên là giả và nhấn mạnh rằng không có bác sĩ nào có tên là Khoa và cũng không có sự mổ bắt con tại bệnh viện này và bệnh viện Chợ Rẫy cũng không có khoa sản. Đây là hình ảnh lại một close nữa cần điều tra tới cùng. Ở bệnh viện hồi sức COVID-19 tại thành phố Thủ Đức, qua giả soát cũng không có trường hợp nào như thông tin phản ánh, không có ai rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ cả. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chi Thức đã khẳng định như vậy. Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chi Thức, đến nay Việt Nam chưa có luật cho phép bác sĩ hoặc người thân tự rút ống thở bệnh nhân. Nếu rút ống thở phải thông qua hội đồng chuyên môn quyết định, nhưng điều này chưa có quy định ở Việt Nam. Ngoài ra, một số thông tin trên mạng xã hội nói rằng bác sĩ Trần Khoa đang làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, v.v. Tuy nhiên, đại diện các bệnh viện này đều khẳng định trong danh sách các bác sĩ chính thức tại các bệnh viện này không có tên bác sĩ Trần Khoa. Khi công an xác minh ra nhân vật bác sĩ Khoa không có thật, thì nhóm lừa đảo cũng đóng hoàn toàn Facebook và làm mất dấu. Lừa đảo bất thành, họ tính đến đường rút êm mà công an không làm gì được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 8 năm 2021 với bản tin To chuyện bác sĩ Khoa bị truy, liệu có phanh phui được ổ lừa đảo hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để có thể theo dõi được bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.